Hi, chào cả nhà, mình đang ăn dessert. Lemon cake. Nên nhỏ xíu coi này, có cái muỗng để vô nè, nhỏ xíu à. Anh thử ăn thử miếng nè. Thank you em. Thế mình đút cho ông xã mình miếng nha. Thank you em. Thôi bà. There you go. Ông xã mình ăn rồi. Quý vị nhé. Okay, I'm gonna eat. Yummy. Thank you. Okay, uống cà phê ha, chào cả nhà. Bye. Bye.